Good morning mọi người. Chào buổi sáng. Sáng nay sáng cuối tuần, Tony đang làm đồ ăn sáng. À, ăn sáng xong thì cả nhà mình sẽ đi bơi. Tại vì hôm nay trời lạnh lắm, gió và mưa nữa. À, cho nên là kiếm những cái hoạt động gì ở trong nhà cho mấy bạn trẻ chơi. Sáng nay Tony đang làm đồ ăn sáng nè mọi người. Thường thường sáng cuối tuần Tony không có làm việc thì sẽ làm đồ ăn sáng. Ăn rất là nhanh luôn nè. Không có rau gì hết trơn á, chỉ có thịt xông khói, bánh mì với lại nước sốt barbecue. Vậy là xong rồi đó. Khô khan dữ lắm. Tới hồ bơi rồi nè mọi người. Hôm nay mình sẽ bơi ở cái địa điểm khác lần trước, nắng quá. Bây giờ cả nhà mình đã bơi xong rồi mọi người. Ở kế bên cái hồ bơi là công viên luôn nè. Cho nên sẵn ở đây cho các bạn đi ra ngoài công viên chơi xong rồi đi về. Công viên này không có rộng lắm nhưng mà có rất là nhiều trò chơi nè các bạn. Ở trên cái cây kia có nhiều tổ chim quá chừng luôn. Tổ chim. Cái ổ chim này mọi người rất là lớn luôn, khổng lồ luôn á. Quá trời luôn nè. Đó. Bà Chi bà chạy lại đằng kia rồi, bà đi cầu tuột rồi. Bây giờ đi về mọi người. Đi về ủi đồ cho Tony, tại vì giờ thứ hai Tony sẽ đi công tác. Giờ cũng gần 2 giờ chiều rồi. Giờ chuẩn bị ủi đồ, soạn đồ, rồi nấu đồ ăn tối. Chút nữa 5 giờ là hai anh của Chi sẽ đi về rồi. Cho nên là mình phải tranh thủ mọi người. Ba đầu cổ chứ không có cọt bù xù thấy ghê không? Về cho mỗi một em một chén trái cây, xoài, nho với lại mâm xôi, táo. Ăn xong rồi một chút nữa ba sẽ làm đồ ăn tối. Chị ăn nhanh này, đem cái chén xuống dưới kia dẹp nha. Trời ơi, cái đồ, cái phòng. Đồ của ảnh nè. Đồ Tony đang soạn chuẩn bị đi công tác. Giờ Tony sẽ ủi đồ. Thiệt sự luôn đó mọi người, là từ hồi mình qua đây ở hơn 2 năm rồi mình chưa bao giờ ủi một cái đồ nào hết á. Không phải là làm biến mà là Tony thích ủi. Tony muốn ủi. Tại vì ủi đồ có cái bàn ủi này nè, nóng nguy hiểm đó. Chi nó hay chạy lên lắm, nếu mà mình ủi mẹ mình đi đâu là Chi nó theo đó, cho nên là mình phải chơi với Chi, mình phải giữ Chi. Cho nên là mình phải đi ra khỏi cái phòng này để cho Tony tự ủi. Xin chào câu chú. Chứ Kim không có ủi. Đó, bây giờ Chi nó đã lấy đồ chơi ra cho Chi rồi. Chi nó chơi ở dưới đó. Đây cái phòng của Chi đây. Giờ mình phải xếp đồ. Đồ giặt cho Chi hai mái rồi, vẫn chưa có xếp nha mọi người. Tại vì cuối tuần bận á, bận đi suốt, bây giờ cũng mới về luôn nè. Vừa cho mấy đứa nhỏ nó ăn trái cây thôi, ăn trái cây với ăn da ua. Nhà mới hút bụi nha mọi người, cho nên là sạch. Đây nè mọi người, quần áo nó xếp xong hết rồi. Bây giờ thì còn vớ. Đây là vớ nè. Vớ bữa nay cũng ít vớ, tại vì vớ của ba Chi Chi là đã xếp, đã giặt mấy ngày trước rồi. Này là vớ của Chi. Lại có mấy đôi vớ của Kim nữa. Vớ thì mình xếp, mình làm như vậy nè mọi người. Là hai chiếc vớ cùng một đôi thì mình sẽ xếp lại như vậy. Để khi mà mình không có cần phải tìm kiếm đó, mình lấy ra một cục và thành một đôi luôn nè. Đây vớ của Chi cũng vậy nè. Đó.
Vậy thì không có bị thất lạc. Nó cứ một đôi là vô một chỗ vậy đó. Đó. À, chỉ có một cái thùng nhớ nè. Tại vì bên này lạnh đó. Mùa hè mùa đông gì cũng mang vớ hết đó mọi người. Mùa hè thì mang vớ mỏng và vớ ngắn tới cỡ mắt cá chân thôi. Mùa đông thì mang vớ cao lên mà vớ dày hơn. Cho nên là sử dụng vớ rất là nhiều. Vớ. Mình hay nói ngọng phải không? Mình phải nói là đôi vớ phải không? Đó. Sắp xong rồi đó. Xếp xong thôi nhưng mà phải còn để vô trong tủ nữa. Đó, kiếm hai cái chiếc vớ nào giống nhau. Hai cái chiếc nào giống nhau thì mình cho nó vô chung một chỗ. Đó. Vậy là tới khi mà lấy ra mang thì chỉ lấy một cục đó ra là sẽ thành một đôi luôn, không bị thất lạc. Thì khi mình giặt vớ là mình, lần nào mà mình giặt vớ là mình phải lấy hết vớ ra, mình giặt lần lượt một lượt luôn để khi mình xếp vô á thì không có bị thiếu cái này thiếu cái kia đó. Rất là gọn luôn phải không mọi người? Vớ nhiều dữ lắm luôn. Chi phải là mấy chục đôi vớ. Ba chi là phải cả trăm đôi vớ luôn á. Ba chi là mang vớ một lần là mang hai đôi. Chứ không phải là mang một đôi nha mọi người. Mang hai đôi mà đôi dày đó. Mùa hè cũng mang hai đôi nữa. Tại vì cái chân của ảnh đau á. Ngày xưa ảnh bị đá banh, bị tai nạn đó. Không biết cái chân nó bị cái gì mà từ cái chỗ đầu gối tới cái gót chân luôn, cho nên là bây giờ phải mang hai cái đôi vớ cho nó nhiều á, có một cái lớp đệm nó mềm á, nó đỡ đau. Đó, sắp xong rồi đó, mình không cần lộn lại đâu, vớ trái cũng được. Khi mình làm như vậy nè, khi mà mình mở ra nó sẽ thành vớ phải thôi. Đó, rất là gọn luôn. Đây còn mấy cái chiếc này nè, mấy cái chiếc này không biết là nó, cái chiếc này chiếc bự đây, mấy cái chiếc này chắc là còn ở dưới cái thùng chưa có giặt nè, bị thiếu rồi đó. Chắc là gọn luôn. Yeah, close nha. It's one jaw. Okay. Thank you, honey. Thank you, darling. Thank you for. Đây. Đó, ở trong cái tủ này là cái tủ đồ đó của ba chi là để vớ, để đồ lót, cái quần sọt đó, cái quần mà tới đầu gối với lại đồ bơi đồ gì đó. Năm mùa hè mới mặc. Còn cái tủ đồ của Kim là ở trong đây. Đó. Rồi lại soạn cái đồ của Chi trước. Mấy cái khăn này, họ đem xuống dưới khăn này, khăn lau bếp nè. Để giờ bữa nói là mua cái thùng để đựng đồ cho Chi. Tại vì đồ Chi càng ngày càng nhiều, quá nhiều, không có chỗ để luôn. Đây là những cái đồ mặc ngủ nè. Mặc ngủ mùa đông lạnh đó. Cho nên để cho cái giỏ này, tại vì hết có hết chỗ chứa đồ của Chi rồi, cho nên lấy cái giỏ này đựng đỡ. Đây, để vô đây. Cái đồ này ấm lắm. Dày cui. Quần. Đây là đồ của Kim. Những cái váy này thường thì váy của Chi nhá, Kim không có ship. Kim sẽ máng móc. Một cái móc này có móc đôi nè mọi người, máng được hai cái đồ luôn. Đó, hai cái đầm vô đây một chỗ. Okay, later. Okay.
might as well throw both down that little bag that's left for me. There's only one or two left in anyway. Thanks. Cái này móc ba luôn nha mọi người, móc được ba cái đòn luôn nha. Rất là tiện. Đó, ba cái đầm vô một chỗ. Xong cái kia đó. Đó, đồ của Chi xong rồi đó mọi người, bây giờ là tới đồ của mình. Đồ của Kim cũng ít nè, tại vì hôm bữa mấy bữa trước Kim nó giặt đồ của Kim rồi nên chỉ có ít thôi. Đây cái đống đồ dơ nữa nè. Đây là cái phòng của Kim nè, cái phòng này trang điểm, sấy tóc với lại cái tủ đồ. Đó, Tony đã ủi đồ xong rồi đó, giờ anh đi đổ rác. Ở nhà có ba cái công việc mà Kim không có làm, đó là hút bụi, ủi đồ và đổ rác. Tony luôn luôn xung phong làm ba cái việc đó. Ba cái việc mà mình ghét làm nhất luôn. Hút bụi. Tại vì hút bụi nhà thảm là hút rất là nặng, đẩy đi đó, nó nặng lắm. Với ủi đồ. Ủi đồ cũng rất là lâu mà mình không biết làm sao mà mình ủi. Mình ủi xong mình thấy thẳng rồi mình máng lên hồi cái sao thấy nó không, nó cũng nhăn nữa. Với lại đổ rác đó, cái đó là đang lựa cái rác mà để tái chế sử dụng đó mọi người, với nhựa với lại đồ thủy tinh với hộp giấy đồ gì đó là tái, người ta tái chế lại đó, để riêng ra đó. Tụi này không cần nhắc đâu, tụi này thấy mà cái thùng rác, cái thùng rác nó gần đầy với lại cái thùng mà để cái đồ tái chế nó gần đầy là ảnh tự đem ra ổng đổ à. Với lại cắt cỏ sân vườn, khi nào mà tôi đi công tác lâu á thì cỏ nó dài á thì mình sẽ tự cắt, nhưng mà bình thường thì tôi đi cắt. Nhưng mà có những cái việc tôi đi không có làm, đó là không bao giờ chà toilet nha, không hề luôn. Thỉnh thoảng anh cũng rửa chén. Đây còn một máy giặt ở chỗ này nữa nè mọi người. Cái máy này mình giặt mấy cái tấm thảm á, thảm lót chân á. Trải ở đây là đi ra đi vô, ở ngoài cửa vô á, giày mình dơ á, mình chùi lên đó thì nó đỡ dơ cái thảm ở nhà mình. Tại vì nhà mình xài thảm nè. Cái gì? Rồi hết rồi, cởi áo ra đây mày coi coi. Trời ơi, trời ơi, hồi nãy nó nói lạnh mà. Anh cho thật anh đi đây. Đi chưa? Trời trời, nhập phía đất luôn vậy hả trời? Đi rửa chén, đi rửa xong rồi. Có cái máy rửa chén này rất là tiện mọi người. Tại vì rửa chén rất là tốn thời gian. Người ba Chi làm hamburger nhưng mà Chi không thích hamburger, Chi ăn cái này, Chi ăn xà lách với nuôi, chỉ có thịt gà với thịt xông khói với xà lách. Rồi chị ăn không có đổ tùm lum, ngồi ghế ăn nha con. Cái con này bây giờ thì Tony vào bếp làm món hamburger nè mọi người. Tony sẽ không bao giờ mà ngồi không hết á. Nếu như mà ảnh ngày mà ảnh không có làm việc á là sẽ ảnh sẽ làm cái này làm cái kia, hoặc là ảnh tìm cái này ảnh làm, ảnh kiếm cái kia ảnh làm, ảnh dọn dẹp ra ảnh rửa xe, hoặc là ảnh phụ làm cái gì đó, không bao giờ ngồi không được. Là một người đàn ông rất là nhanh nhẹn tháo vát mọi người, đụng cái này bắt cái kia luôn, người ta nói như vậy đó. Rồi hôm nay mình nói là để mình nấu bữa tối cho, nhưng mà ảnh nói không, để anh làm, anh thích làm thì để anh làm. Rồi mình làm cái gì á, đây bây giờ mình úp chén đây cũng lăn xăng đi qua đi lại kêu là phụ. Nó là thôi để tôi làm được rồi, cũng không chịu, cũng nó thích vô phụ như vậy đó.
mình sẽ làm rau ăn hamburger nè các bạn. Which one babe? Khoảng 2 cái cánh xà lách là đủ, không cần gì. Như đó là đủ rồi đó mọi người. Chín rồi nè mọi người, bây giờ sẽ chuẩn bị bỏ vô cái bánh là ăn thôi. Đó. Hamburger, hamburger, hamburger. Hễ mà làm hamburger là Tony sẽ xưng phong làm. Anh không có để cho mình làm, mặc dù là mình biết làm đó. Rất là dễ, đâu có gì đâu mà khó. Cái thịt này cái ướp một chút xíu gia vị xong rồi cuốn lại như vậy đó. Xong rồi bỏ vô lò nướng nướng. Còn nếu như mà ai mà lười đó thì mua sẵn ở trong siêu thị, người ta có bán như vậy nè, cái viên thịt như vậy đó, mua về bỏ lò nướng thôi. Đó, cho chi lên. Chi này ăn hamburger nè. Đó, để chi lên cái miếng thịt nóng là nó sẽ hồi nó sẽ chảy ra. Xà lách. Sốt cà chua, ketchup á. Cái này là cho hai cái anh bạn nhỏ nè, hai anh bạn nhỏ chỉ ăn như vậy thôi. Đó, xong một cái. You have to pause that now please. Thank you, Dad. Pause it. Where's Cameron gone? Upstairs. Did he want? I'm in it off. How do you want it? Now then. Hamburger, cheese. Yeah, sauce. Ừ. Yeah, barbecue. Sauce barbecue, mình thích ăn sauce barbecue hơn là ketchup. Okay, what next? Salad, right? I got one everything. Right, so it doesn't matter how you want it on now. Mm. How many pieces of tomato? Two. Yeah? Okay. Good. Oh. Cái bánh khổng lồ chưa? Đó. Cái này làm sao mà ăn và ngậm hết vô trong họng chắc một ngậm luôn á. Quá trời quá đất. Đây là mọi người. That's the job you get when you don't do well at school. What? Nó hung mà nó liếm liếm cái cùng cái mặt mình luôn, nó hung mà nó phải liếm nó mới đã hay sao? Cứ bà chi rồi bà liếm lắc hay rồi cái mặt quá. Really?